Quý vị và các bạn, xin được tiếp tục với những tin thông tin liên quan tới vụ việc 39 người chết trong xe container tại Vương quốc Anh. Và đến thời điểm này thì chưa có công bố chính thức nào về danh tính của những nạn nhân này. Tuy nhiên thì những ngày qua thì đã có 24 gia đình tại Nghệ An và Hà Tĩnh đến trình báo cơ quan chức năng khi cho rằng người nhà có thể là nạn nhân của vụ việc này. Đặc biệt là theo chia sẻ của nhiều gia đình với phóng viên VTC để đưa được người thân đi Anh thì họ đã phải bỏ ra một chi phí rất lớn và có trường hợp lên đến cả tỷ đồng. Theo gia đình của các lao động trên thì con cháu họ đã sang các nước châu Âu dưới nhiều hình thức khác nhau như đi du lịch, du học rồi tìm cách sang Anh hoặc lại. Chi phí bỏ ra cho mỗi chuyến đi khoảng từ 500 đến gần 1 tỷ đồng tùy thời gian nhanh hay là chậm. Tất cả giao dịch tiền bạc với những trung gian qua các tiệm vàng rất đơn giản và không có giấy tờ xác nhận gì. Như là trường hợp của cô gái Phạm Thị Trà My sinh năm 1993 ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Trở về sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản thấy cuộc sống khó khăn nên My lại xin bố mẹ đi Anh. Gia đình cô gái thì đã phải chạy vạy vay mượn hơn 950 triệu đồng để đưa cho môi giới làm thủ tục sang Anh. Hiện nay lực lượng công an đang tập trung điều tra làm rõ việc tổ chức đưa người đi lao động sang các nước châu Âu bất hợp pháp liên quan đến những trường hợp nói trên. Liên quan đến sự việc này, Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xác minh thông tin 39 người tử vong trong container tại Anh và báo cáo Thủ tướng trước ngày 5 tháng 11. Thông tin mới nhất từ hành lang Quốc hội sáng nay 28 tháng 10. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện nay bốn hồ sơ, hồ sơ của 4 trong số là 39 nạn nhân tử vong trong chiếc container tại Anh đã được chuyển cho phía Việt Nam để phối hợp xác minh cụ thể. Tuy nhiên, vẫn chưa có nạn nhân nào được xác định danh tính. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thông tin, hiện cảnh sát Anh đã làm được 4 trường hợp trong số 39 nạn nhân tử vong trong chiếc container. Dù chưa phải đã xác định danh tính, những nạn nhân này nhưng từ phía Anh cũng đã đưa hồ sơ bốn nạn nhân đầu tiên được lập sang cho phía Việt Nam để chấp nối các thông tin nhằm xác định nhân thân mỗi trường hợp. Hôm nay 28 tháng 10, cơ quan đại diện của Việt Nam đã gặp Đại sứ quán Anh tại Hà Nội để trao đổi thông tin và nếu có căn cứ sẽ xác định danh tính những trường hợp đã được gửi hồ sơ ngay. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa cầm được bốn hồ sơ này. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ đã xây dựng các kịch bản. Trong trường hợp khẳng định được những người bị nạn là công dân Việt Nam, thì sẽ có những bước hành động cụ thể. Hiện nay theo kế hoạch, mỗi ngày cảnh sát Anh sẽ hoàn thành được việc lập hồ sơ 5 đến 6 trường hợp. Ngay trong chiều nay thì đại sứ Anh tại Việt Nam cũng đã thông báo, hiện đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Gareth Wood đã có cuộc gặp với Bộ Công an Việt Nam để thảo luận về thảm kịch mới xảy ra gần đây tại Essex của Anh, nơi 39 thi thể đã được tìm thấy trong thùng xe tải. Tuy nhiên ông này cũng cho biết chưa có thông tin chính xác về việc những người này là ai và họ đến từ đâu. Thế nhưng dù bất kể quốc tịch của họ là gì thì đại sứ quán Anh tại Việt Nam muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ. Vâng và hiện tại phía Anh và Việt Nam cũng đang phối hợp rất chặt chẽ trong quá trình xác định danh tính của các nạn nhân. Và vị này cũng nhấn mạnh Vương quốc Anh và Việt Nam là những người bạn và là những đối tác, hai bên sẽ cùng hợp tác để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của nạn buôn bán người để mà truy tố những tội phạm liên quan và để bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Thưa quý vị và các bạn, sự việc phát hiện 39 thi thể người di cư trái phép trên thùng xe tại Vương quốc Anh giống như là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhập cư trái phép ở nước này. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm và thậm chí là cả tính mạng thì người di cư vẫn tìm mọi cách để vào đến miền đất hứa. Vâng, rõ ràng là như vậy. Ngay mà khi vụ việc phát hiện ra 39 thi thể người di cư vẫn đang gây rúng động nước Anh thì mới đây cảnh sát của anh đã phải mở một cuộc điều tra sau khi trên mạng lan truyền hình ảnh chụp những người nhập cư đang cố để mà chen chúc giành chỗ đứng gần một cái lỗ thùng nhỏ trên thùng xe tải ở đường cao tốc đông đúc nhất nước này. đây là những hình ảnh được chụp lại trên đường cao tốc M25, một tuyến đường vành đai chạy qua nhiều hạt của London gần một tuần trước vụ phát hiện 39 thi thể di dân trong thùng xe container đông lạnh ở hạt Essex cách thủ đô của nước Anh 32 km về phía đông. Bức ảnh đã khắc họa sự tuyệt vọng của những người nhập cư bất hợp pháp trên con đường đến Vương quốc Anh. Người chụp bức ảnh này cho biết rất có để nói có bao nhiêu người bên trong, nhưng mà chủ nhân đã thấy cứ như là họ đang phải chen chúc trong một không gian rất chật hẹp. Hiện cảnh sát đang lần theo các camera an ninh gắn trên đường cao tốc để tìm theo dấu vết của chiếc xe tải nói trên, cũng như các hoạt động của nó. Những người nhập cư thường được đón lên các xe tải hoặc thả xuống xe tại những điểm dừng nghỉ trên đường M25, trạm dừng nghỉ Cobham ở hạt Surrey, từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn vì tình trạng lộn xộn này. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì việc nhận dạng 39 nạn nhân đang là vấn đề cấp thiết của cảnh sát Anh. Cơ quan điều tra cho biết việc nhận dạng thi thể các nạn nhân đang diễn ra song song với tiến trình điều tra nhằm xác định danh tính của họ và đồng thời cũng bảo quản các chứng cứ pháp y. Theo tờ The Echo, cảnh sát hạt Essex của Đức Anh và điều tra viên cấp cao cam kết sẽ tiến hành nhận dạng 39 người chết trong container với thời gian sớm nhất để hồi hương về với gia đình. Cảnh sát Anh cũng cho biết họ đang sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế để nhận dạng người quá cố, được gọi là các tiêu chuẩn nhận dạng nạn nhân thảm họa của Interpol. Quy trình này liên quan đến việc kết hợp các thông tin trước và sau khi chết để nhận dạng bằng các biện pháp khoa học theo cách tôn trọng người đã mất, có cân nhắc đến nhu cầu điều tra, nạn nhân và cộng đồng. Theo đó, thì các nạn nhân được nhận dạng ở bất cứ nơi đâu có thể bằng ít nhất một trong các biện pháp nhận dạng cơ bản như là so sánh mẫu răng, dấu vân tay và ADN bên cạnh đó cơ quan chức năng còn xem xét các đặc điểm nhận dạng khác bao gồm những hình xăm hình xẹo trang sức trang phục và các tài sản liên quan